Một nhà phát minh đến từ Novosibir đã đề xuất xây dựng tòa nhà tự cung cấp điện nhờ các tua bin gió khổng lồ tích hợp sẵn. Mà phần trình bày của dự án đã thành công tại buổi triển lãm kỹ thuật của diễn đàn quốc tế. Và bây giờ, các nhà khoa học đang cùng nhiệt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ công nghệ ở Moscow bằng các bằng sáng chế đã được cấp. Chúng tôi bây giờ tìm kiếm các nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư vào các dự án này. Có một ý tưởng rất hay ở đây là xây dựng một mô đun quản gió bên trong. Gió tự nhiên sẽ cung cấp năng lượng cho mô đun quản gió bất kể hướng gió nào. Đôi khi những ý tưởng có thể bất ngờ và thậm chí điên rồ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sau khi nó được hiện thực hóa thì lại rất thành công. Quan trọng nhất là nó thực sự giải quyết được những vấn đề rất nghiêm trọng. Nó thực sự là giải pháp của tương lai. Chúng tôi đang chiêm ngưỡng thứ mà trước đây chúng tôi chỉ có thể thấy qua những bộ phim khoa học viễn tưởng. Lưu ý vấn đề là, tài sản thương mại như thế này sẽ được bán và cho thuê chúng không có gì khó. There are two words. Good idea. Các tòa nhà sẽ không chỉ hình thành dòng chảy năng lượng mà còn cải tạo khu phức hợp bằng năng lượng gió rất lớn này. Điều này có thể rất phổ biến, đặc biệt nơi không có năng lượng. Đây là những vấn đề thực sự mang tính thời sự đối với bất kỳ khu vực nào. Và tôi nghĩ nó có thể được áp dụng ở miền Bắc và miền Nam ở bất kỳ đâu. Khối lượng di chuyển khắp nơi về nguyên tắc khí động học hoạt động ở mọi nơi là bằng nhau. Ý tưởng tuyệt vời và rất cần thiết. Bây giờ tôi không biết về mặt xây dựng thực tế sẽ khai thác các dự án như vậy ra sao, nhưng nó nhất định xảy ra bằng mọi cách. Đây là phát minh tuyệt vời và nó cần được phát triển. Và đây là một hướng đi rất hứa hẹn. Tôi nghĩ rằng bạn chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ. Vì vậy tôi chúc mừng bạn đã có tầm nhìn đi trước chúng tôi. Tái tạo ít ai nhắc đến. Năng lượng tái tạo hay còn gọi là năng lượng tái sinh, hiểu một cách nôm na là những nguồn năng lượng vô hạn, liên tục có khả năng tái sinh như năng lượng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng và địa nhiệt. Ở Mỹ, phe Dân Chủ đã đề xuất ra thỏa thuận mới xanh, một đại kế hoạch nhằm buộc nền kinh tế và người dân Mỹ phải thay đổi thói quen sử dụng năng lượng hóa thạch sang dùng năng lượng tái tạo. Cụm từ năng lượng sạch tạo ra cho người ta cảm giác vui vẻ, dễ chịu với nắng ấm và gió mát. Tuy nhiên, rất nhiều người còn chưa biết những mặt còn hạn chế của ngành công nghiệp này. Thứ nhất, cơ sở hạ tầng không hề sạch. Cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu khai thác năng lượng từ gió và mặt trời yêu cầu phải tăng mạnh sản lượng khai thác kim loại và đất hiếm. Những kim loại này thường đến từ các mỏ quặng gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ví dụ tại một mỏ đất hiếm ở Giang Tây, đất hiếm chỉ chiếm 0,2% trong những thứ được đào lên khỏi mặt đất. 99,8% còn lại đều bị nhiễm hóa chất độc hại và bị đổ lại ra môi trường. Thứ hai, công suất khai khoáng sẽ phải tăng mạnh. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2017, để xây dựng đủ các cơ sở sản xuất điện từ gió và mặt trời với công suất khoảng 7 terawatt mỗi năm cho đến năm 2050, tức lượng điện đủ để phục vụ một nửa nền kinh tế thế giới, lượng kim loại cần thiết là con số khổng lồ 30 triệu tấn đồng, 40 triệu tấn chì, 50 triệu tấn kẽm, 162 triệu tấn nhôm và ít nhất 4,8 tỷ tấn sắt. Neodymium, một thành phần của tuabin điện gió, sẽ cần tăng công suất khai thác 35% so với hiện tại. Bạc, thành phần trong tấm năng lượng mặt trời, cần tăng gấp đôi. Indium, thành phần quan trọng trong công nghệ năng lượng mặt trời, cần tăng gần 10 lần. Bên cạnh đó, không dễ bảo quản như than đá hoặc dầu mỏ. Để lưu trữ điện năng, người ta phải xây dựng một hệ thống pin lưu trữ khổng lồ. Thứ này cần tới 40 triệu tấn lithium. Và tất nhiên, ngành khai thác cần phải tăng gấp 27 lần so với hiện nay. Như vậy, trữ lượng khoáng sản trên thế giới là bao nhiêu mới đủ để thỏa mãn nhu cầu năng lượng tái tạo thời thượng của chúng ta? Thứ ba, tổn hại môi trường, cạn kiệt tài nguyên. Công nghiệp khai khoáng là một trong những ngành phá rừng nhiều nhất, phá hoại hệ sinh thái nhiều nhất và tiêu diệt đa dạng sinh học nhiều nhất trên thế giới. Chỉ với tốc độ khai thác hiện tại cũng đã khiến trái đất phải kiệt quệ. Ví dụ, Peñasquito ở Mexico là một trong những mỏ bạc lớn nhất thế giới. Những miệng hố khai thác được đào sâu vào các ngọn núi với con đập chứa đầy các chất thải độc hại dài 11 cây số và cao như một tòa nhà 50 tầng. Ấy vậy, mỏ cũng chỉ khai thác được thêm 10 năm nữa với tốc độ 11.000 tấn một năm cho đến khi cạn kiệt. Để chuyển dịch kinh tế thế giới sang năng lượng tái tạo,
Chúng ta cần 130 mỏ với tầm cỡ như Peñasquito chỉ riêng cho việc khai thác bạc. Ngoài ra, một số mỏ khai thác loại khác còn sử dụng thiết bị nghiền đá, lò đốt than đều tiêu tốn lượng điện nhiên liệu khổng lồ. Toàn quá trình khai khoáng này đã đóng góp kha khá khí thải cho môi trường trước khi biến thành nguyên liệu của ngành năng lượng sạch. Thứ tư, nguồn nước ô nhiễm, tổn hại đa dạng sinh học. Khai thác 1 tấn lithium cần gần 2.300 mét khối nước. Tại dãy Andes, nơi có trữ lượng lithium cao nhất thế giới, các công ty khai khoáng đã dùng hết nước sạch dự trữ và khiến nông dân không thể canh tác. Rất nhiều người phải bỏ ruộng đi nơi khác. Hóa chất thải ra từ các mỏ lithium cũng đang đầu độc các con sông từ Chile tới Argentina, từ Nevada của Mỹ tới Tây Tạng, giết chết những hệ sinh thái nước ngọt. Mọi thứ chưa kịp bắt đầu thì thảm họa dường như đã sờ sờ trước mắt. Tất nhiên không thể phủ nhận sự cần thiết của chuyển dịch sang năng lượng sạch và việc sử dụng năng lượng tái tạo trên thế giới. Tuy nhiên, muốn theo đuổi một nền kinh tế xanh và bền vững dựa trên năng lượng tái tạo thì cần phải nghĩ cách trả lời những vấn đề kể trên. Nếu không, thỏa thuận mới xanh sẽ tiếp tục chỉ là chiêu bài câu kéo phiếu bầu của những cử tri mơ mộng hơn là một kế hoạch thực tế. Và bây giờ là tin tức về những công nghệ đổi mới. Nhà phát minh đến từ Novosibirsk đang chuẩn bị cho ngày hôm nay đàm phán với thành viên trong gia đình cai trị Ả Rập ở Dubai quan tâm đến dự án. Những ngôi nhà tiết kiệm năng lượng sẽ được cung cấp điện từ cánh quạt gió được lắp đặt bên trong bố cục của tòa nhà. Dự án được triển lãm tại công viên kỹ thuật của thành phố. Sau đó nó sẽ được đưa đến triển lãm ở Moscow. Sau đây chúng ta cùng gặp gỡ nhà phát minh và hình dung khi tương lai trở thành hiện thực, thành phố sẽ trông như thế nào. Nhà phát minh Denis Pirin, người đứng đầu yếu tố kỹ thuật kiến trúc, làm thế nào để tạo ra các tòa nhà có công thức sử dụng năng lượng hiệu quả? Ví dụ như năm thành phần của tòa nhà bình thường, chúng tôi đặt chúng thành hình ngôi sao, ở giữa chúng tôi để lại không gian. Trong không gian này, luồng không khí được tập trung mạnh lên. Chúng tôi đặt những cánh quạt ở đó. Năng lượng từ trạm điện gió là đủ không chỉ cung cấp năng lượng cho bên trong tòa nhà chọc trời, mà còn đối với các tòa nhà lân cận. Nhược điểm vĩnh viễn của công nghệ điện gió truyền thống là tiếng ồn lớn. Để khắc phục nó, Denis đã phát triển các lá chắn khí động học. Cư dân của các ngôi nhà tiết kiệm năng lượng sẽ có thể sống trong yên tĩnh, mọi sinh hoạt diễn ra bình thường. Ô, đây là ý tưởng thế kỷ. Nó rất tuyệt vời. Sự phát triển đã được Học viện Kiến trúc Nga công nhận là dự án sáng tạo về khoa học xây dựng, lọt vào danh sách 100 những phát minh tốt nhất của Nga. Họ đã tạo ra một nguyên mẫu cao 1 mét có tích hợp sẵn máy phát điện và mọi người có thể xem trực tuyến như một trạm điện gió thẳng đứng tạo ra năng lượng. Ngày nay, hơn 80% năng lượng của nhân loại đến từ các nguồn không thể tái tạo. Nhưng các nguồn năng lượng thay thế ngày càng trở nên phổ biến. Và theo một số chuyên gia, sau 10 năm, các tòa nhà thông thường sẽ ít được xây dựng và chuyển sang các tòa nhà sử dụng năng lượng hiệu quả, nguồn năng lượng xanh dồi dào và vĩnh cửu. Thông tin về một đối tác lớn từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một cuộc họp dự kiến tổ chức vào đầu năm do đại dịch coronavirus đã bị đình trệ. Nhưng nhóm dự án WETR sẽ tiếp tục đàm phán. Chúng tôi sẽ đề nghị một địa điểm xây dựng một thực thể, chỉ là một khu đất, và thực thể đầu tiên hoạt động sẽ là công viên trình diễn công nghệ của chúng tôi. Tôi không tự mình sở hữu một công ty xây dựng và nhận được các hợp đồng lớn cho xây dựng và trang trí nội thất, nhưng tại một thời điểm nào đó, tôi nhận ra rằng tôi muốn tạo ra một thứ gì đó nhiều hơn nữa trong cuộc sống của mình, chẳng hạn như xây dựng một thành phố năng lượng sạch không có carbon. Nhiều năm kể từ khi tôi lao vào say mê với dự án, tôi chưa bao giờ nghi ngờ tính hiện thực của nó. Ví dụ như công ty sản xuất xe điện và tàu vũ trụ nổi tiếng của Elon Musk, những ý tưởng vĩ đại đối với những người lần đầu nghe qua đều có vẻ như không tưởng. Татьяна Целищева, Роман Шулик, Вести, Новосибирск.
lạm dụng nhiên liệu hóa thạch gây tổn thất 8 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày. Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người, thế nhưng nhiên liệu hóa thạch lại có những tác động không tốt, điển hình là việc gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước. Quá trình khai thác các nhiên liệu này cũng không an toàn, dễ xảy ra tai nạn. Có nhiều nguyên nhân gây biến đổi khí hậu toàn cầu, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do con người đã sử dụng quá mức các loại nhiên liệu hóa thạch, khiến mức phát thải CO2 tăng đột biến. Trong năm 2019, tổng mức phát thải CO2 trên toàn thế giới là 34.169 triệu tấn. Về quy mô phát thải CO2, lớn nhất là châu Á-Thái Bình Dương chiếm 50,5%, tiếp theo lần lượt là Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Nam và Trung Mỹ. Tại Việt Nam, năm 2019, tổng phát thải CO2 là 285,9 triệu tấn, chiếm 0,8% tổng phát thải CO2 của thế giới. Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước phát thải từ than nhiều nhất. Mỹ là nước có mức phát thải từ than giảm xuống nhiều nhất nhờ đóng cửa hơn 250 nhà máy điện than kể từ 2010 và dự kiến sẽ ngừng hoàn toàn các nhà máy còn lại trong vòng 5 năm tới. Nghiên cứu của Tổ chức Môi trường Toàn cầu Green Space Southeast Asia có trụ sở tại Jakarta, Indonesia cho thấy là ô nhiễm không khí toàn cầu từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch sẽ gây tổn thất 8 tỷ đô la mỗi ngày, nhiều hơn 3% giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra hàng ngày. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng phí tổn về mặt kinh tế từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch và gây ô nhiễm không khí là khoảng 2.900 tỷ đô một năm, tương đương 3,3% GDP trên toàn cầu. Ngay cả khi nhiên liệu hóa thạch không gây ô nhiễm, chúng ta sẽ không thể dựa vào chúng mãi mãi. Nhiên liệu hóa thạch là nhiên liệu không tái tạo, mất hàng triệu năm để hình thành sâu trong lòng đất. Với trường hợp chúng vẫn còn đủ để tiếp tục sử dụng trong nhiều năm, thì việc tiếp cận và khai thác cũng trở nên khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều. Năng lượng tái tạo, nguồn nhiên liệu của tương lai. Với tốc độ khai thác và sử dụng hiện tại, nguồn nguyên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt nếu không chuyển sang các nguồn năng lượng khác. Chính vì lý do đó, trong những năm gần đây, con người đã dần chuyển sang nguồn năng lượng mới, có những ưu điểm vượt trội hơn nhiên liệu hóa thạch. Chúng được gọi chung là năng lượng tái tạo. Năng lượng tái tạo được định nghĩa là năng lượng thu được từ những nguồn liên tục, vô hạn. Những nguồn năng lượng này có thể tái tạo lại ở trong tự nhiên hoặc là được làm đầy với tốc độ bằng tốc độ mà chúng được sử dụng. Một trong những loại năng lượng tái tạo phổ biến nhất đó là năng lượng mặt trời. Sử dụng các tấm pin mặt trời, chúng ta có thể thu năng lượng trực tiếp từ ánh sáng mặt trời và chuyển đổi năng lượng thành năng lượng điện. Năng lượng mặt trời cũng có thể được sử dụng để sản xuất nước nóng hoặc là sạc pin. Một loại năng lượng tái tạo khác là năng lượng gió. Chúng ta có thể nắm bắt sức mạnh của gió bằng cách sử dụng các tua bin lớn tạo ra điện khi chúng quay. Ngoài ra còn có năng lượng thủy điện được tạo ra khi di chuyển nước chảy qua tua bin kéo nó để sản xuất điện. Tuy nhiên, nguồn năng lượng từ thủy điện đôi khi cũng gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Các nguồn năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh chóng. Có ít nhất 30 quốc gia trên thế giới đã sử dụng năng lượng tái tạo để đáp ứng hơn 20% nhu cầu năng lượng của họ. Theo một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện, 77% người Mỹ đồng ý rằng việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo thay thế ở Hoa Kỳ quan trọng hơn nhiều so với việc tiếp tục làm cạn kiệt nguồn dự trữ nhiên liệu hóa thạch. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ tiện ích đã nhận thấy sự thay đổi này và đang nỗ lực thực hiện các bước để tận dụng tốt hơn năng lượng tái tạo, dù vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu. These problems have a global nature. Everyone uses electric energy. Where does it come from? Nowadays, more than 80% of energy is produced from non-renewable sources. My activity on developing the ways of generation of electric energy from wind energy application is directed at finding solutions for some of the challenges and problems of the modern world. This way is admitted to be the safest and the most forward-looking in comparison with others. It can have a positive impact on the development of energetics in future. Let's consider the main principles of the technology now.
Những cơn lũ lịch sử đã khiến Đức và Trung Quốc hứng chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều người thiệt mạng, làng mạc bị cuốn trôi, nhà sập và nhiều hoạt động bị trì hoãn. Một chuyên gia Hồng Kông hôm 24 tháng 7 cho biết, các trận lũ này có mối liên quan với sự nóng lên của trái đất. Lũ lụt ở Đức và Hà Nam, mưa lớn ở cả hai nơi cho thấy rõ ràng có mối liên hệ với sự nóng lên của toàn cầu. Khi nhiệt độ của bầu khí quyển tăng, nhiệt độ của nước cũng sẽ tăng. Vì vậy, có nhiều nước bốc hơi hơn vào khí quyển. Ông Johnny Chan cũng nhấn mạnh rằng các nước trên thế giới phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với thời tiết khắc nghiệt hơn nữa trong tương lai. Theo truyền thông Trung Quốc, số người chết ở tỉnh Hà Nam trong trận lũ lụt dữ dội vào đầu tuần hiện là 56 người và 5 người mất tích. Thời tiết khắc nghiệt đã khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Vào tuần trước, trận lũ 200 năm có một đã khiến ít nhất 160 người ở Đức và 31 người ở Bỉ thiệt mạng. Ông Chan cho hay, các chính phủ phải đối mặt với khó khăn trong cân bằng tài chính do thiên tai xảy ra ở hầu hết các địa điểm. Tuy nhiên, các biện pháp hiện có như nạo vét sông, thu gom nước mưa hay đê kè cản lũ lụt đã không thể ứng phó với hoàn cảnh mới. Ở cả Trung Quốc và Tây Bắc châu Âu, thảm họa diễn ra sau một đợt mưa lớn bất thường. Ở Trung Quốc, lượng mưa tương đương với cả năm của nước này trút xuống chỉ trong 3 ngày, áp đảo hoàn toàn hệ thống phòng chống lũ lụt hiện có. Hạn hán lại tiếp tục diễn ra tại Nam Trung Bộ, tương đương cả đỉnh hạn của năm 2016. Trong đó, 5 tỉnh là Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Long An đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp thiên tai. Đâu đâu người ta cũng có thể nhìn thấy những hình ảnh đường xá đứt gãy như thế này. Tôi năm nay 75 tuổi rồi, chỉ có năm nay tôi mới gặp. Đứt ruột luôn. Bão số 13 vừa đổ bộ vào chủ nhật tuần vừa rồi, đánh dấu 45 ngày liên tiếp miền Trung ngập chìm trong bão lũ. Trong đó Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam là nặng nề nhất. Con trai cũng có, chứ mua không có hết. Đâu, ok. Có ai nghe không? Quảng Nam là tâm điểm của sạt lở, 6 vụ sạt lở lớn với tổng số người chết và mất tích là 48 người. Tôi đã có nhiều năm gắn với cái giải đất miền Trung này, nhưng chưa bao giờ tôi trải qua một cảm giác kinh hoàng, đau đớn và tàn thương như thế này. Đây là 8 người đó. Một vụ sạt lở khác đã vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ tại hướng Hóa, Quảng Trị. Đôi dép cao su, chiếc mũ cối gắn ngôi sao vàng, 13 cán bộ chiến sĩ đã đi về phía núi. Họ đã nằm lại vì nhân dân. Mẹ ơi, con chưa về nhà được. Em ơi, anh lỡ dở đoạn đường. Cứ khi nào đến mùa con nước, bố sẽ về thăm các con. Theo là kính gửi các nhà đầu tư của công ty khởi nghiệp Quetter, tên tôi là Dennis Tiaglin. Bây giờ bạn đang giữ một khóa số trực tuyến. Tài liệu này sẽ cho phép bạn nhận được cổ phiếu của công ty sau khi nó tham gia vào thị trường chứng khoán. Tài liệu này bao gồm thông tin về số cổ phần bạn đã mua, tên của người giữ tài liệu này. Những dòng này hiển thị tất cả các giao dịch bạn đã thực hiện. Và mã QR này sẽ đưa bạn đến ưu đãi công khai này.